Rồi chào các bạn nha, giới thiệu các bạn một mẫu Classic tầm giá 5 triệu. Nên mua loại gì? Đây. Cái Storm có cái vát luôn này. Đã. Đây là loại, nhìn mấy bạn nhìn đi chỉ cần rất là đẹp nha. Đây là loại M, nó có cái loại sơn bóng nữa, cũng loại như vậy luôn. Cũng khó xịn luôn, đây đàn Việt Nam nha. Dẹp, mỏng, eo ôm rất là gọn. Thì mình sẽ thử cái âm của nó. Tại vì nhiều người hỏi trong cái tầm giá mà cái đàn eo á, thường thường đàn eo, đàn second hand nó về ít có. Những cái đàn này là mình cách tông đặt riêng nên thành ra nó có cái eo. Để mình solo đây cho tiện. Nhiều đánh đây mà không có cái eo khó lắm. Action rất là nhẹ. Đó, và bây giờ mình sẽ coi lại một cái phần là về ngoại hình của nó nha. Guitar Custom Việt Nam nha, tập thông 3A nè. Rất là đẹp. Hầu như đẹp hoàn hảo, đàn mới mà. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái tiếng đệm của nó cho mọi người nghe nha. Giờ mình đánh một phím trước. Bolero đi ha. Cái này mình kết hợp thêm một cái EQ nữa là ngon lành luôn á. Có nhiều loại á. Cái này gắn EQ khoảng chừng tầm 500 là xài ok. EQ500 là cái loại mét B12, mấy bạn thấy có màn hình lên dây luôn á. Còn rẻ hơn thì có mấy cái loại mà 300, 200 và gì đó. Nhưng mình định khuyên nên xài cái loại để dễ nâng cấp hơn. Thank you.
bạn phải chú ý cái này nè, bởi vì nó dẹp á, nên là thường thường cái những âm chép nó sẽ ưu tiên á. Cái âm chép nó ưu tiên âm bass nha, tại vì cấu trúc cái đàn vậy nó đã mất cái khuyết rồi mà nó còn dẹp nữa, nên thành ra là cái tiếng bass nó sẽ không đầy bằng cái cây tròn rồi. Nên đi diễn thì cũng hay dùng mấy cây này để đi diễn cho nó tiện, nhẹ nhàng lắm nha, bấm action rất là nhẹ. Ví dụ vậy, rồi còn chẳng hạn trong tầm giá mà khoảng chừng tầm 5 triệu mà mình yêu thích một cái cây classic L như vậy á thì rất là hoàn hảo nhé. Nếu như mà có điều kiện thì mình gắn thêm một cái EQ nữa rồi cắm dây ra về nhà mình có thể chơi ở loa giao lưu cùng bạn bè rất là ok nha mấy bạn. Rồi cảm ơn mấy bạn đã xem clip. Nếu có nhu cầu thì cứ liên hệ với Định qua số điện thoại 0906 39 1557, Zalo, Facebook luôn nha. Cái này cũng như tất cả các mặt hàng của mình đưa ra thì nó sẽ bao gồm bảo hành, bảo trì. Rồi trong suốt quá trình các bạn chơi có trục trặc gì thì có thể liên hệ với Định nha. Cứ an tâm là bởi vì mình bán cái đàn nó còn kèm theo cả uy tín của mình, nên là mấy bạn khỏi lo về những cái vấn đề mà trục trặc cái gì này nữa nha. Rồi cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Định. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip sau. Bye bye.